chưa chín cái này chưa chín, cái này thái à, cái này ly 6 dạ, ly 601 ly 101 phần thái 103 bao ở đó. Có chỗ có bao ở luôn nè. Có luôn. Ai ai ở nè. Đúng rồi. Ở, ai à, anh ở hay là chị ở nè. Hai chị em ở luôn. Hai chị em ở luôn hả? Ủa? Hai chị em hả? Ai đúng rồi, nhìn giống. Em trai đó đi đâu nó cũng chở đi. Để nhìn kỹ đấy, hai chị em quá. Không à, nhìn kỹ hai chị em. Ờ đó coi cô sụp đi nó ốc nhôm chắc không phải để chui giá lớn được không á. À, em bự quá để em dưng chui chị. Em hiểu không? Ờ có cái là anh đây dưng chui cái thùng em con. Biết khui được mới lạ. Để em quay cho là anh dưng chui đi. Không có biết khui. Thôi đừng quay em nữa. Anh quên khui em quay cho. Chị hợp với cái gì á? Cái đó cho
Thơm mùi sầu riêng ly 6. Vài bữa nữa có ri sáu miền Tây. Thái không có mùi sầu riêng. Ri sáu miền Tây. Đây ăn có miền Tây. Vài bữa nữa mới có miền Tây. Miền Đông, Đắk Lắk. Cái đó nó không có mùi sầu riêng. Của Thái mà, Hà giống này giống Thái. Cho chị thử đi, cho chị thử. Cho có mùi sầu riêng chưa? Nhẫn là cũng là ri sáu nhưng mà nó chín quá đó, nó chín quá luôn đó, nó nhẫn á chị. Bình thường tùy khẩu vị từ người thôi, nó chín hơn, nó chín nhiều quá thì nó có mùi nhẫn. Dạ, yeah, tức này đi quay cái sầu riêng thôi. Mình ngon ngon. Chị mà quá mà không quay được cái cảnh cái chị ăn nữa. Vui. Ngon. Rồi ăn ngon sao ship. Ủa? Chị ở Việt Nam hay là chị ở nước ngoài? Nước ngoài hay nước nào? Mỹ hả? À. Rồi hiểu rồi. Chị vui lắm. Chị rất vui lắm, chị làm sống rồi vui lắm. Chơi Mỹ Tho sầu riêng nhiều lắm á. Mỹ Tho sầu riêng nhiều lắm. Anh Mỹ Tho chạy mưa mới chạy đây ăn nè. Em mới gần Mỹ Tho nè. Tuần sau là nó có rồi, ri sáu của miền Tây khoảng 5-7 bữa nữa là có à. Dạ. Ê, đây có ship à. Một ký ri sáu là 101, Thái là 103.
chị khách gì nói chuyện đi, chị khách gì nói chuyện điệu bà con. Cô bữa nữa cô ra là có một viên vàng ươm luôn. Vàng đậm hay thẳng là vàng nghệ luôn á, là vàng từng một tuần lễ một bữa nữa là không có bao màu vàng luôn. Do cô ăn cây miền Tây á nên là cô cũng là cây quen á, cây nhìn lại á, cái này mình ăn không vàng.